Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Cả Nhà Cùng Vui. Và đồng hành với tôi ngày hôm nay là nữ diễn viên Thanh Huyền. Xin chào anh Thiên Lâm, xin chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cả Nhà Cùng Vui. Ông bà ta có câu, cái răng cái tóc là gốc con người. Câu nói này đã thể hiện rất rõ vai trò của mái tóc quan trọng như thế nào đối với mỗi cá nhân chúng ta. Và việc sở hữu một mái tóc chắc khỏe, mềm mượt chắc hẳn là điều mà ai cũng muốn. Nhưng để làm được điều này thì không phải là ai cũng biết cách. Và ngay bây giờ xin mời Thanh Huyền cùng quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một tiểu phẩm ngày hôm nay để xem là chương trình Cả Nhà Cùng Vui có giúp ích được gì cho mái tóc của các bạn không nhé. Quân ơi! Dạ. Ra đây mà gội đầu cho nào. Vâng ạ. Thơm không? Wow, mùi dầu gội đầu bà đun thơm quá. Này, bà bảo nhá, thích không? Đấy, bà đun nước gội đầu cho Mun nhá, là toàn các loại lá thôi. Úi ôi, gội xong nhá, thơm này, mượt tóc này, không ngứa này, được chưa? Bây giờ Mun chạy vào lấy hộ bà một cái chậu to ra đây nhá. Ừ, chạy vào bếp đi. Con chào mẹ. Mẹ ơi, cháu Mun đi đâu rồi ạ? Mun đang lấy cái chậu ở trong bếp để mẹ chuẩn bị gội đầu cho cháu. Thôi chết rồi, dầu gội đầu hết mà con quên không mua. Thôi, để con đi mua luôn ạ. Ôi giời, không quên cái dầu gội đầu thôi mà cứ thẳng thốt chưa. Có cái gì mà to tát nhỉ? Đây này, nhìn thấy chưa? Mẹ đun nước lá để gội đầu cho Mun rồi, không cần phải vội đi mua dầu gội đầu. Nhưng mà mẹ ơi, cháu nó đang còn nhỏ, con sợ dùng mấy cái lá này lỡ đâu cháu nó bị dị ứng thì con cũng hơi lo. Thôi, để con đi ra ngoài kia, con mua dầu gội cho tiện ạ. Ơ hay, con có học có hành mà con chả hiểu cái gì cả. Dùng mấy cái loại hóa chất như thế thì chỉ có tổ hỏng tóc của nó thôi. Thế này, con có biết là trong cái nồi lá này nhá, có những cái loại gì không? Vỏ bưởi này, chanh xả này, hương nhu này, các loại coi như là thơm như thế này mà gội lên nhá, mẹ nói con nghe, bóng mượt tóc này, sạch nhá, làm sao mà dị ứng được. Các cụ ngày xưa tóc khỏe đẹp ý là dùng cái loại này này. Dầu gội đầu bổ béo cái gì mà cơm. Nhưng mà con nghĩ chắc do các cụ ngày xưa chưa có dầu gội đầu cho nên mới phải dùng lá này thôi ạ. Thôi để con vào trong kia con tắm cho cháu mẹ nhá. Con chào mẹ. Đời thủa nhà ai, con dâu ấy chỉ suốt ngày dạy đời mẹ chồng thôi. Anh hả? Ghé đầu đây em nhờ tí. Cái gì? Em nhờ đầu tí. Ngồi gần lại đây. Hôm nay thể hiện tình cảm cách lạ thế nhỉ. Này, cái mùi này là thấy lạ lạ nhá, không phải mùi dầu gội em mua cho anh. Anh dùng loại khác đúng không? Nhưng mà sao mùi lại thơm và dễ chịu thế nhở? Đây là anh gội bằng cái nước lá mẹ đun ấy. Mẹ đun xong mẹ mà bảo anh gội ấy. Lúc đầu thì anh cũng không định gội đâu, nhưng mà mẹ cứ bắt gội ấy. Thế là thôi, anh gội cho mẹ vui. Nhưng mà nhá, công nhận là gội xong là mùi rất là thơm này. Thế ông da đầu là sạch sẽ, thoáng mát này, không ngứa không gầu đâu, hay lắm. Dầu gội em mua thì anh không dùng, lại đi gội mấy cái lá lẩu linh tinh của mẹ. Nhỡ không mày nấm đầu hay là rụng tóc nhiều thì sao? Em cứ khéo lo. Trước đây anh với bố là toàn gội bằng cái toàn gội đầu bằng cái nước lá mẹ đun chứ bằng cái gì. Mà này, anh thấy dạo này có vẻ tóc em rụng đi đúng không? Sao lại còn sơ, lại thấy sơ thế này? Thì đấy, em đã dùng cái loại dầu gội tốt rồi mà không hiểu sao á, tóc càng ngày càng sơ càng rụng như này ấy. Chả biết làm thế nào bây giờ. Này, hay là em cũng thử gội bằng cái nước lá mẹ đun đi. Anh thấy là mẹ chỉ gội đầu bằng cái nước lá ấy thôi mà tóc mẹ óng với cả mượt lắm. Hay là em cũng phải thử xem thế nào. Thử đi. Trước tình hình này lo lắng lắm. Không sao đâu, yên tâm nhá, cứ gội đầu vào cái nước lá đấy, anh nghĩ là sẽ có tác dụng tốt.
giống mẹ ấy. Nhá. Thôi được rồi. Mẹ. Ừ. Làm về rồi đấy hả con? Vâng. Mẹ ơi, hôm nay con mua hộp hồng sâm. Con biếu mẹ để mẹ tăng cường sức khỏe ạ. Ngày gì mà mua quà cho mẹ? Thì mấy hôm trước con thấy mẹ mệt nên con mua hộp hồng sâm về để mẹ bồi bổ sức khỏe. Với lại con cũng muốn cảm ơn mẹ ạ. Cảm ơn mẹ vì chuyện gì? Nhờ có gội đầu bằng nước lá của mẹ mà tóc của con bây giờ không còn sơ rối hay là rụng nữa. Mấy chị làm cùng công ty con cứ khen là đợt này nhá, tóc con vừa mềm mượt vừa óng ả. Thật sự con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. Đấy, trước kia con cứ bảo rằng là đun lá gội đầu lích kích mất thời gian, cổ hủ lạc hậu. Mẹ bảo này, không phải là cái gì ngày xưa cũng là cổ hủ lạc hậu đâu. Mình phải biết linh hoạt kết hợp giữa hiện đại và truyền thống để cân bằng cả hai con ạ. Vâng, con nhớ rồi ạ. Mẹ của con hôm nay nói còn hay hơn chuyên gia ấy ạ. Mẹ nhận cho con vui. Mẹ cảm ơn con. Thanh Huyền thân mến, không biết là bình thường ở nhà bạn có hay gội đầu bằng nước lá thảo dược không? Có anh Lâm ạ, bởi vì nhà Huyền cũng có trồng một vườn bưởi và cứ đến mỗi mùa bưởi thì gọt vỏ xong thì mẹ thường phơi khô, cất đi. Và đến lúc nào gội đầu thì mẹ dùng vỏ bưởi này và một nắm xả, nắm hương nhu bổ kết. Và gội đầu thì rất là thơm và mượt tóc. Mà em thấy cái phương pháp này thì không còn xa lạ gì đối với thế hệ trước nữa anh Lâm ạ. Cho Lâm hỏi là không biết hiện giờ bạn có còn duy trì cái thói quen đó không? Hiện giờ thì Huyền không còn giữ thói quen đấy nữa bởi vì cũng do công việc cũng khá nhiều, không có thời gian. Nhưng mà thay vào đấy thì Huyền cũng rất là hay ưu tiên những sản phẩm có những cái hương liệu, dược liệu tương tự như vậy. Đúng vậy Thanh Huyền ạ. Và chúng ta không thể phủ nhận những cái sự tiện dụng và hiệu quả của những loại dầu gội hiện nay. Nhưng mà bên cạnh đó ấy, thì việc gội đầu bằng nước lá thảo dược ấy, thì cũng có những công dụng vô cùng đặc biệt. Ví dụ như nước được đun từ quả bồ kết thì có tác dụng loại bỏ vẩy gầu này, phục hồi màng bảo vệ, điều hòa hoạt động tiết dầu. Từ đó sẽ giúp duy trì cho mái tóc khỏe mạnh, giảm các tác động xấu tới các yếu tố từ môi trường. Hay một loại dược liệu quen thuộc khác đó là vỏ bưởi. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì vỏ bưởi có chứa tinh dầu và tính kháng khuẩn, chống oxy hóa cao, lại giàu vitamin C. Điều này rất tốt cho mái tóc của bạn. Vâng ạ, đúng như lời nhân vật trong tiểu phẩm đã nói, sự kết hợp linh hoạt, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại sẽ luôn là phương pháp hữu hiệu nhất. Và hy vọng rằng chương trình Cả Nhà Cùng Vui hôm nay sẽ đem lại một số kiến thức bổ ích cho những ai đang có vấn đề về mái tóc của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.